Yên sống đồ nhà mới mà không có nhà mới thì phải làm sao đây? Thì sống hộ người khác thôi. Đây là em trai mình mới chuyển vào Sài Gòn từ tuần trước, nên là hôm nay hai chị em sẽ rủ nhau đi sắm đồ nhà mới. Bọn mình quyết định đi chọn nệm trước vì giấc ngủ là quan trọng nhất mà. Trước khi đến đây mình đã tia cái nệm lò xo Good Night Magic rồi, bởi vì nó dày tới 20cm lận, nếu mà mua về thì chỉ cần lồng ga gối vào là ngủ luôn thôi, không cần phải đóng thêm giường lại tốn kém. Con trai mà, tinh gọn là số 1, để trong phòng cũng rất là lịch sự luôn. Vì nệm được ép cuộn rồi đóng trong thùng các tông siêu gọn nhẹ, thế nên là sẽ không tốn nhiều sức để vận chuyển đâu. Hồi mình mua cái nệm lò xo cũ to cha bá lửa, lúc chuyển về nhà công kính phát ngại luôn. Em mà mình để ý nhá, tầm ba mẹ thì thích đệm cao su, còn bọn mình lại khoái đệm lò xo hơn. Cái cảm giác nằm lên nó phê bồng bềnh sao ý. Đặc biệt là em nệm Good Night Magic này có chứa lõi lò xo túi độc lập, giúp tác động lực đều lên cơ thể, kể cả mấy vùng chịu lực cao như là đầu, vai, lưng, hông và chân cũng ok la lắm luôn. Bề mặt vải co giãn tốt, thoáng, lại còn hạn chế vón cục, rất thích hợp với thời tiết Sài Gòn. Chị đố em nhé, Sài Gòn vào mấy mùa? Hai mùa đúng chị, mùa mưa và mùa khô. Sai rồi. Sao sao? Mùa nóng hơn. Đúng là tầm chiều mới, làm sao tin tưởng cho tự đi mua đồ được. Con trai mà cứ kiểu mua đại đại cho xong ý. Chưa, em thích màu này. Từng ai nghĩ nệm lò xo là mắc tiền nha. Cái nệm này lương 5 triệu cũng mua được nữa mấy bà ơi. Mà còn được bảo hành 10 năm thì tại sao còn đi mua mấy chỗ trời ở đất hỡi. Có cơ hội thì mọi người tới cửa hàng mua nệm gần nhất trải nghiệm cho chân thực nha.